Xin chào các bạn đến với kênh Sa Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Tsunami SLM100, dòng xe đạp đua có cái trụ sở, một cái dòng thương hiệu xe đạp có trụ sở ở Singapore. Và đây là cặp bánh 700C và sử dụng bộ đè chuyển động Shimano Soza. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là lên từ nhôm, nước sơn nhôm trần, không có nước sơn, toàn bộ là nhôm trần hết, rất là đẹp và được mài đi những cái mối hàn, đã được mài những cái mối hàn nó giả như kiểu là titan, nó giả như trên chiếc xe titan ấy. Nhôm trần rất là đẹp. Bánh 3 mảnh, bánh 700C. Và xe thì được sử dụng bộ rút chuyển động của Shimano Soza với 9 tầng lip, 1, 2, 3, 4, 5, 8 tầng lip với 8 tầng lip. Và đây cũng là gạt Soza luôn các bác nhé. Nhưng mà nó bị mất cái chữ tem Soza ở đây rồi. Gạt Shimano Soza và đuôi Clasit. Tay lắc Shimano Tiagra. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 53 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 53 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77 thì phù hợp. Chiếc xe được bán với em mức giá chỉ có là 9.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 090 993. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.